Vài nét một mình đang chống mafia, đó là đội hình bên phía team Game Home. Vài nét liên tục tình huống xử lý di chuyển quá mượt. Bây giờ ngoài nét bắn bên trái, bắn bên phải và bây giờ phát hiện vị trí ở fly. Đập clip cùng Lucky đang kiểm soát cho mình 3 cây. Mèo đang ở khu vực bên cánh trên. Bên phía team Game Home họ đang di chuyển hướng cánh cung. Mèo kết thúc cho mình mà Isley. Trong đó vòng bò đốt chết các thành viên bên phía ở Godfather. Ba thành viên Game Home họ bao cấp ở vị trí vài nét. Vài nét nằm xuống. Maybelline đang di chuyển vào. Cùng với đó là vị trí của bên phía team Ally. Vẫn đang là Lion cùng với đó là vị trí của Thái Linh Hương. Trong khi đó ở rìa vòng bo là đội hình bên phía team Maple Leaf. Game Home đang kiểm soát tốt hơn ở trận đấu này. Bốn thành viên Game Home đang chủ động di chuyển lên. Fly liệu đã phát hiện ra hai thành viên bên phía của team H2 không đây. Vynet nằm xuống. Game Home đang comeback quá mạnh mẽ trận đấu. Fly được trả ra. Fly trắng dài. Có vẻ như Fly không muốn di chuyển lên. Trong khi đó Double Leaf là người công lên. Một Zen Gaming đã đặt dò thành công vị trí của Dion. Bên cánh trái Double Leaf có một tình huống mà không phát hiện vội vị trí đối phương. Dion kết thúc. Dion nằm xuống bởi Zen Gaming rồi. Trong đó Thái Linh sẽ không quả smoke được trả ra. Vẫn đang là những tình huống mà cả hai team bắn nhau. Thái Linh Hương nằm trong bom lần nữa. Có vẻ như trận đấu này Thái Linh Hương đang giúp cho bên phía ở team H2 họ có top 3 không? Maple Leaf cùng với Game Home, hai team 3v3. Lợi thế đang nghiêng về cho bên phía team Maple Leaf, họ kiểm soát tầm nhìn tốt hơn. Trong khi đó Fly có khả năng sẽ bị gạt dò bởi vị trí Thái Linh Hương. Fly đang nằm sau quả smoke cánh bên phải vị trí Thái Linh Hương. Thời điểm bây giờ đang là 3 team 17 player bên phía team H2 vẫn đang là vị trí Thái Linh Hương là thành viên sống cuối cùng cho bên phía team H2. Maple Leaf sẽ chủ động di chuyển lên khu vực cánh trái không đây? Có vẻ như họ sẽ quyết định công lên khu vực cánh phải, trong đó Ducky và Meowu đang kiểm soát cho mình tầm nhìn ở khu vực cao nhất của bản đồ này. Aerob rơi giữa vòng bo nhưng không có một player nào muốn nhặt cả. Trong đó Fly cùng với vị trí của Thái Linh Hương đang nằm cạnh nhau. Các bạn thấy, trong đó Maple Leaf đang chủ động di chuyển lên và Thái Linh Hương cùng với Fly sẽ cùng nhau bắn Maple Leaf là điều hiển nhiên thôi. Trong đó Ducky liệu có bị knock out không đây? Vẫn đang là vị trí của Zen Gaming và Zen Gaming knock out vị trí tại Ducky. Hai tay Thái Linh Hương hạ gục cho mình được một thành viên bên phía team Game Home. Bây giờ Thái Linh Hương chủ động di chuyển lên gặp rồi. Thái Linh Hương nằm xuống bởi vị trí Meowu và Thái Linh Hương dừng lại top 3 trận đấu này. Tình huống bây giờ đang là 1-3 giữa vị trí ngoài đây. Đó là Meowu cùng với ba thành viên bên phía Maple Leaf. Thời điểm hiện tại vẫn đang là tình huống nhá và xử lý đến từ vị trí Meowu. Có vẻ như trận đấu đầu tiên Game Home họ đã đạt được cho mình thành tích tốt nhất trong trận đấu này. Bây giờ chúng ta chờ xem. Bây giờ thì vâng, Meowu knock out vị trí Zen Gaming thành công. Tình huống bắn K98 không thể hoàn hảo hơn. Bây giờ rút cho mình khẩu hàng M40 KL ra. Bây giờ vẫn đang là tình huống bắn. Ngay từ Meowu có tình huống knock out vị trí Mythic rồi. Liệu 1v3 thành công không đây? Chúng ta vẫn đang chờ xem Meowu xử lý như nào. Meowu chủ động di chuyển lên. Meowu di chuyển hướng trái rồi. Trước mặt của Meowu là Nhật 17 cùng với đó là vị trí Zen Gaming cứu thành công. Bây giờ Meowu vẫn đang là vị trí Meowu. Bên phía team Maple Leaf họ đã bị knock out một người nằm xuống. Trong đó thì Meowu vẫn đang xử lý. Vậy là Meowu nằm xuống và tình huống tham mình lôi vị trí Meowu và Zen Gaming. Họ player kết thúc cho mình được mạng Meowu và đem về cái top 1 cho bên phía chủ động di chuyển lên. Bây giờ Double Leaf di chuyển vào nhà hay không đây? Ngay lập tức Đức Anh đã nằm xuống. Bây giờ Double Leaf nằm xuống. Fly cũng nằm xuống bởi vị trí net fly này, net của công cua. Meowu đang chủ động di chuyển vào. Meowu kết thúc cho mình được mạng của Double Leaf và bên phía team Game Home họ công nhà mà chỉ mất một thành viên duy nhất. Trong khi đó Mercenary họ bị clear hoàn toàn, dừng lại top 12 trong trận đấu thứ hai giải đấu Việt Nam Pro Team. Viking đã chiếm được khu vực giữa bò khá sớm. Giờ New Team đang chiếm một khu vực rìa bên hướng 5 giờ. BSG đang chiếm ở hướng 6 giờ của vòng bò, vẫn đang là vị trí Bin. Bin là thành viên sống cuối cùng cho bên phía team BSG. Hector knock out cho mình được mạng của man bên phía của team Pochinki House, đó là Divine. Whiteout đã dừng lại top 11. Linda cùng với đó là vị trí của ai bắn sang vị trí Bung Min. Xe nổ, Bung Min bay sát, các bạn thấy đấy, xe nổ và Bung Min bay thẳng xuống vào biển. Bên là người kết thúc cho mình được mạng Bung Min. BSG đang có những tình huống giao tranh cùng với đội bên phía Viking. Có vẻ như đó là không phải BSG, đó chỉ là vị trí của Bin thôi. Bin vẫn chưa lộ vị trí, Viking vẫn chưa phát hiện vị trí của Bin. Poka đang check và có, đây là Poka tình huống check lỗi vị trí của Poka rồi. Vâng, Poka trước em thì có bảo mình là em cứ nhìn màn hình thôi, có gì động đậy trước màn hình là em bắn. Nhưng bây giờ có nhiều thứ động đậy trước màn hình nhưng có vẻ như em vẫn chưa bắn. Các bạn thể thấy ở tầm xa này nhìn cũng khá khó, nhưng chúng ta nhìn kỹ ra có thể thấy lưng của vị trí Bin. Vâng, Bin đang di chuyển. Hector knock out mình được mạng của Side Together. Bên phía của team không, đó là team của ai đây? Vậy là Divine họ đã dừng lại top 8 trận đấu này. Game Home một lần nữa đang ở trong top cao. Trong đó vẫn đang là vị trí Mèo Ú. Mèo Ú đã phát hiện ra Side Together. Mèo Ú bắn sang mà tình huống knock out vị trí Mèo Ú. Sốc Tước là người nằm xuống. Fly kết thúc cho mình được mạng Hải GMR. Bây giờ thì Mèo Ú vẫn tình huống bắn nữa. Một chút nữa thì Mèo Ú đã có cho mình được tình huống 3 người knock out. Mèo Ú đã fall gớt vào. Mèo Ú knock out vị trí C2. 3 thành viên bên phía team Side Together đều bị knock out bởi vị trí Mèo Ú. Ryan NT với việc cầm cho mình khẩu mini 4 ngắm 4 nhưng rất khó gần vị trí Ryan NT. Thời điểm bây giờ Ryan cùng lắm cứu được một người, nhưng mà Ryan sẽ làm tình huống mà chọn phương án cứu. Vị trí Ryan sẽ phải đánh đổi và bây giờ thì Ryan nằm xuống bởi Mèo Ú và đó là tình huống bốn mạng đến từ vị trí Mèo Ú. Một mình Mèo Ú clear hoàn toàn đội hình bên phía team Side Together với gọng K9858. Có thể thấy bên phía team Game Home trong trận đấu này họ đang hủy diệt các team khác. Trong khi đó Viking đang lọt vào trong top 5.
những trận đấu vòng bảng, những cơn ác mộng của Viking thì tới trận đấu này họ đã giảm thiểu quá nhiều. Dion đang là người nằm trong vực nhà vệ sinh. Bây giờ thì Dion có vẻ như vẫn đang nằm ở trong góc thôi. Trong khi đó thì Butop vẫn chưa phát hiện ở trong vực nhà có người. Butop vẫn đang bị bắn. Giờ New Team họ đã focus ra đội hình bên phía team Viking. Liên tục những tình huống giao tranh nổ ra. Nhưng bây giờ chúng ta chờ xem Dion sẽ xử lý như nào đây. Nên được ném rào. Dion mà chủ động di chuyển lên. Và ngay giờ Dion nằm xuống bên phía team Allied, dừng lại ở top 5 trận đấu lần này. 4 team, 12 player còn sống cuối cùng. Giờ New Team có 4 người. Viking còn nguyên 4 người. Bin là thành viên số cuối cùng. Cao Sleep knock out vị trí của Lindau thành công. Vẫn đang là bên phía The New Team. Chúng ta đổi qua góc quay Cao Sleep. Thời điểm hiện tại Cao Sleep là người bắn quá tốt và đắc kỳ kết thúc cho mình được mạng của Lindau rồi. Viking đã bị xé nhỏ đội hình của giữa The New Team cùng với Game Home. Bin vẫn đang sinh tồn ở đây, 4 team. Và bây giờ thì Bin nằm xuống bởi Sui. Sui là người kết thúc cho mình được mạng Bin. Sui đang bị bắn bởi chính là vị trí open. Bây giờ bên phía team Viking có vẻ đang trả thù các thành viên bên phía The New Team. Viking bị bắn máu. Bên phía vị trí open đang phải chạy. Pen phải cúi đầu xuống thôi. Trong đó The New Team vẫn còn 3 người. Tình huống bây giờ đang là 3 team còn sống cuối cùng. Số lượng người cực kỳ đông. Game Home đang là người có lợi thế hơn khi mà The New Team đang bắn nhau cùng với đội hình bên phía Viking. Butop là người bị knock out. Poka vẫn được tỉnh táo. Trong khi đó là sao đây? Ducky đang focus sang và Poka bị knock out bởi vị trí Mèo Hú. Ngày hôm nay Mèo Hú đang bắn quá xuất sắc và bây giờ Ducky kết thúc cho mình được mạng Poka. Game Home thời điểm bây giờ vẫn đang còn 3 người đang bắn sang đội hình bên phía ở team The New Team. Ngay lập tức vẫn đang là vị trí Ducky. Ngày hôm nay Ducky có vẻ đang bắn quá tốt. Các bạn thấy Mèo Hú cũng như vậy. Mèo Hú là một trong những player gây cực kỳ nhiều đam ở trong những vòng đấu cuối cùng. Còn bây giờ Pain là thành viên sống cuối cùng. Bên phía team Viking, Pain sẽ cố gắng di chuyển lên và cứu được Butop khi Butop đang ở tầm an toàn. Trong khi đó thì Mèo Hú đã kết thúc cho mình được mạng của Sui. Giờ New Team đã mất một người. Game Home thời điểm hiện tại đang là team có được vị trí thuận lợi hơn cả. Trong khi đó thì ở vị khu vực gần vòng bo hơn, đó là đội hình bên phía của The New Team. Họ có cho mình một cái cây, cùng đó một tảng đá. Bây giờ Mèo Hú vẫn đang bắn sang. Mèo Hú một trong những player bắn quá tốt bên phía của team Game Home. Và bây giờ Mèo Hú đang phải trả giá. The New Team focus sang vị trí của Mèo Hú. Chúng ta đổi góc quay vị trí ai đây? Đó là Isony. Liên tục những tình huống mà Isony bắn sang, Smoke là trả ra đến các team để họ có thể lần trốn. Trong khi đó thì Viking thời điểm hiện tại chỉ còn mỗi vị trí của Butop cùng với đó là Pain. Ngay lập tức được Cao Sleep nằm xuống bởi Ducky. Fly là người hào cũng cho mình được kết thúc cho mình được mạng Cao Sleep. Bảo anh ISP chủ động di chuyển sai lên. Mèo Hú bị knock out bởi vị trí ở Pain. Trong đó Butop là người chủ động di chuyển lên. Butop đã lộ vị trí. Bảo anh ISP bị focus vào. Đó là chiếc xe UBZ vị trí của Bảo anh ISP. Mèo Hú cũng đã nằm xuống rồi. 2v2. Tất cả các team bây giờ chỉ còn 2 thành viên thôi. Mèo Hú cơ hội cứu là không còn nhiều. Bây giờ Pain đã lộ vị trí. Và Ducky là người knock out vị trí của Pain. Trong đó Butop sẽ xử lý như nào? Bên cánh phải là bên phía The New Team. Bây giờ thì Butop có lẽ nằm xuống ở ngoài vòng bo thôi. Vừa xong thì bảo anh ISP đã knock out vị trí fly thành công. Butop vẫn chưa chọn thời điểm di chuyển vòng bo. Butop có lẽ sẽ nằm xuống. Tình huống giờ dưới team họ đang còn 2 team. Họ là team có 2 người duy nhất. Bên phía ở Game Home vẫn có lẽ sẽ cứu được vị trí Fly. Vậy là Ducky cùng với Fly là thành viên sống cuối cùng bên phía team Game Home và The New Team. Trong khi đó thì Butop vẫn đang nằm dưới cuộc đám cỏ. Thời điểm bây giờ có lẽ Butop sẽ chờ hai thành viên, hai team Game Home bắn nhau rồi. Vâng, Butop tình huống hạ gục vị trí Ducky thành công. Bắn một lần nữa, bắn quá xuất sắc đến vị trí Butop, không có sai lầm nào cả. The New Team, tất cả các team bây giờ họ đều phải chạy vào giữa vòng bo. Và vòng bo này làm việc đều trống trải. Việc di chuyển dưỡng bò là điều khó khăn. The New Team đã phá một chiếc xe đầu tiên rồi. Họ đã tự phá đi cái đường thoát của mình. Nếu bây giờ The New Team họ còn chiếc xe UZ, vòng quả nết ném ra có vẻ là Butop. Vòng quả nết thiếu chính xác. Butop vẫn còn cho mình được 2/3 máu. 5 player sống cuối cùng. Nhìn qua một chút lượng item giữa các player, Butop đã có cho mình là 15 cái ban đét. Trong khi đó Ducky đã nằm xuống. Game Home liên tục bị knock out. Vậy là bên phía vị trí Fly đã hết máu rồi. Fly thời điểm bây giờ chỉ còn một cái phớt e thôi. Trong khi đó thì Ducky cũng chỉ còn được một ban deck. Lượng item các team giờ họ đang rất ít rồi, bắt buộc giao tranh nổ ra. Trong khi đó thì giờ New Team là team có lượng item nhiều hơn cả ở đây. Với việc 3 phớt e vừa xong, Ducky knock out ngoài vòng bò. Butop chủ động bắt bò gớt vào. Butop kết thúc cho mình được mạng Ducky nhưng Butop nằm xuống. Vâng, bên phía team giờ New Team họ đang có lợi thế 1v2. Bây giờ Fly chủ động di chuyển vòng bò. Giờ New Team họ đang di chuyển vào. Bây giờ thì sao đây? Có lẽ top 1 chắc chắn dành cho bên phía giờ New Team rồi. Và ngay lập tức bảo anh Ismi cũng tìm vòng bắn headshot vị trí Fly. Không có một sai lầm nào cả. Top 1 dành cho bên phía giờ New Team. Bên phía giờ New Team họ có mình được 4 kill. Trong cái đó Game Home họ đang bắn trận đấu này quá kinh khủng với 13 kill. Viking có cho mình được 8 kill ở top 3. Một lần nữa thì BSG họ không có một kill nào cả. Nhưng họ dừng lại ở top 4. AH2 dừng lại ở top 5. AH2 dù có một cái phong độ có thể nói là bắt nhịp trận đấu này chưa được tốt cho lắm, nhưng họ vẫn gọi đọc vị trí cũng được ra. Bây giờ thì ARS nằm xuống bởi vị trí open và ngay tức Viking đem về cái top 1 trận đấu này. Vâng, nhìn qua một chút về bảng tổng soát, Viking có cho mình được top 1 với 11 kill. Trong cái đó Maple Leaf họ dừng lại top 2 với 2 kill.
Pochin Keo có trong mình top 3 với 6-7 kill. Trong đó thuốc ngay lập tức di chuyển lên và đúng như mình dự đoán thì bây giờ Dốc Tuốc có một tình huống bắn top nhưng Newty có cho mình 2 mạng và đem về cái top 2 cho bên phía team Pochin Keo. Newty Clash thành công 1v2, top 1 dành cho bên phía Pochin Keo với wow. Các bạn thấy GK có mình 11 kill ở trong trận đấu này. Vâng, GK đã biến một trận đấu cuối cùng của giải đấu Việt Nam Pro Team, một trận đấu chuyên nghiệp, không có gì một trận đấu bắn thường ở PUBG cả. Sightogether dừng lại ở top 2 với 5 kill, Sốc Tuốc là thành viên hoàn toàn gánh Sightogether. Trong khi đó H2 dừng lại top 3 với 1 kill, đó là vị trí Dion. BAT dừng lại top 4 với 6 kill, đó là vị trí của Jun, Tuấn Hy, SkyZ và Hải GMR có 0 kill. Bên phía Viking dừng lại top 5 khi Blind down, sinh tồn khá tốt. Ông Cao đang bị kê bên cánh trái phải rồi. Bây giờ có vẻ như vẫn đang là vị trí của Tân Nam. Và Tân Nam kết thúc cho mình được mạng Long Ca, không thể đảm bảo hơn. Và đó là top 1 cho bên phía team GFS. Một tình huống mà Long Ca đọc vị trí cũng như cái lượng thông tin thiếu hụt trong trận đấu này, đối phương mà kết thúc được GFS thành công hơn. Bây giờ game home đang di chuyển thẳng vào giữa đội hình của Viking. Và đằng sau của Poka, đằng sau của Poka là ba thành viên của bên phía game home. Và ngay lập tức sai lầm của Lindau đã làm cho bên phía Viking clear hoàn toàn. Cloudy có cho mình được 2 mạng khi mà nằm xuống được khá sớm. Funky em là người kết thúc cho mình được mạng bên phía team Viking. Trong vâng, có vẻ như bên phía team Mercedes ngay lập tức dừng xe lại và chuẩn bị đấu nhau rồi. Đức và nằm xuống ở vị trí mèo ú, vẫn đang là vị trí mèo ú ngày nay, đang làm cho bên phía team Vivo mạnh hơn rất nhiều. Dion nằm xuống bởi Isani, rồi đi team Clio hoàn toàn bên phía team Ally rằng ngay lập tức thì Funky em chủ động ép lên rồi. Bên vị trí ở đặng Funky em kết thúc cho mình được Đức, Mercedes vẫn còn 3 người nên được trả ra. Legion nằm xuống ở vị trí mèo ú, vẫn đang là vị trí Funky em. Và bây giờ thì muốn sấy xe, không thể sấy nổ xe, chiếc xe beat này khá là trâu. Chúng đã đổi qua góc quay ở vị trí mèo ú. Bây giờ sau đây có vẻ như mèo ú đang bị bắn rồi. Nổ xe đến vị trí Funky em, Lộc chủ động ép sang cánh phải. Bây giờ Lộc chạy rất nhanh. Bây giờ Nết được ném ra và ngay từ Funky em kết thúc cho mình được mạng. Lộc và quả Nết kết thúc luôn. Lộc ảo vị trí Funky em. Trong khi đó là cánh trái là đây, đó là vị trí Fly vẫn đang phải sấy xe. Bên phía team Mercenaries di chuyển tốc độ quá khó cái trước mặt họ ở đội hình bên phía Game Home. Game Home trong trận đấu này họ là cực kỳ mạnh mẽ. Trên đầu Game Home đó là vị trí bảnh bao bên phía HOB. Mercenaries thời điểm bây giờ họ đang ở khu ngoài vòng bo, chắc động hơn di chuyển ra khu cánh. Bill, vậy là Bill một tình huống nằm xuống bởi các thành viên bên phía team Game Home và ngay từ HOB clear hoàn toàn bởi Game Home. HOB dừng lại top 5 trận đấu này. Ở trong những vòng bo cuối cùng, Maple Leaf là team duy nhất còn nguyên 4 thành viên. Game Home có 3 người, Mercenaries còn 1 người, Isani đến bên phía Zenith team còn 1 người. Lại một trận đấu nữa bên phía ở team Game Home họ đang thi đấu xuất sắc. Trong đó Legion đã chủ động chết ngoài bo rồi. Vừa xong Gen Gaming một tình huống chủ động móc lên, hào cho mình được mạng của Funky em. Fly vẫn đang di chuyển xuống. Và bây giờ thì đó là tình huống của Gen Gaming nằm xuống bởi vị trí của Fly. Ngay lập tức thì Mayu Lip chủ động ép lên. Ares Gaming một tình huống bắn tốt, hào cho mình được mạng của ai đây? Đó là vị trí mèo hú. Tình huống bây giờ đang là 1v3, rất khó đến vị trí của Fly phải nhiên sống duy nhất bên phía team Game Home thời điểm bây giờ. Chúng ta chờ xem Fly xử lý nào. Có lẽ Fly đang chảy cối cứu đồng đội của mình khi mà họ biết được là Maple Leaf cũng không muốn giao tranh. Trước mặt vẫn là vị trí Isani. Isani là người có lợi thế hơn cả khi mà chờ hai team để bắn nhau. Solo squad đến vị trí Isani. Smoke được ném ra, Mythic chủ động ép sang khu vực sườn. Và trước mặt Mythic là vị trí của Fly headshot nằm xuống. Mà ngay lập tức Mythic đem về lợi thế cho bên phía của team Maple Leaf. Bây giờ chỉ còn mỗi Funky em là người solo squad, cùng với đó là vị trí của Isani thôi. Liệu hai thành viên của hai team này liệu solo squad thành công không đây? Isani móc vào đằng sau khu vực của đội hình bên phía Maple Leaf rồi. Và bây giờ thì Isani vẫn đang di chuyển. Vâng, các bạn thì thấy Isani lộ vị trí Ares Gaming đã phát hiện ra. Và Isani, ôi trời ơi, một lần nữa thì Ares Gaming có một tình huống móc ngược và đó là sai lầm vị trí Ares. Isani đã phần nào đó giúp cho phần game nhẹ nhàng hơn. Bây giờ thì Isani thôi lộ rồi, thôi rồi được hơn là Isani nằm xuống ở đội hình bên phía thì Maple Leaf. Vị trí của Funky em đang chọn mình thời điểm khá đúng đắn. Khi mà Funky em nghe tiếng các thành viên bên phía team Maple Leaf bắn vị trí Isani thì bây giờ Funky em chủ động chọn mình phương án di chuyển đường khác hơn. Nhưng Maple Leaf họ đang quản lý thông tin tốt hơn cả. Một thành viên cứu, một thành viên có tầm nhìn. Và bây giờ thì Funky em lỗi quá, Mythic bắn yếu vị trí Funky em. Và cuối cùng thì Mythic là người kết thúc cho mình được mạng Funky em. Trận thi đấu thứ hai trong ngày thi đấu thứ hai đã kết thúc và phần thắng nghiêng vào cho bên phía của team Maple Leaf. Trong khi đó thì Game Home họ dừng lại top 2. Giờ New Team có rìa bên cánh trái rồi. Trong khi đó thì bảo anh Ismi, vậy là bên phía Game Home đang công lên, phát hiện ra vị trí đối phương. Đây là vị trí Double Leap. Bây giờ Double Leap bắn lên công lên. Xui của bên Sunny đồ yếu máu mẹ ú kết thúc cho mình mạo bảo anh Ismi. Bên Double Leap knock out vị trí của Sunny thành công. Tình huống bây giờ là 1v4 và Xui thành viên sống cuối cùng, và Double Leap kết thúc cho mình được mạng của Xui rồi. Một thứ knock out vị trí tầm xa. Ở một thành viên bên phía Game Home họ bị knock out, có lẽ cứu được thôi. Có một smoke trả ra toàn bộ đội hình bên phía Game Home clear đội hình của đối phương. Lại đội hình của Pochin Kiao.
Vâng, Pochin bên phía team Game Home đang bị quay đó, bị double lift, bây giờ double lift nằm xuống bởi Rick rồi. Sau đó Rick đã bị knock out. Bên phía Game Home đang trả đũa các thành viên của Overnight VN. Wesley là thành viên sống cuối cùng. Rồi chúng ta chờ xem Wesley sẽ xử lý như nào. Bây giờ Wesley liệu có hạ gục double lift thành công gạt giỏi không đây. Wesley nằm xuống bởi Fun Game, và Fun Game một tình huống clear. Một chút nữa thôi là Fun Game để cho đồng đội của mình đó là bị chia double lift chết, nhưng đó là quả nết vị chia mèo ú kết thúc cho mình được mạng double lift. Deny đến vị trí của mèo ú. BAT đang di chuyển vào, Game Home đang móc ngược lại đội hình. Tuấn Ni trước mặt đội vị trí của Fly. Thời điểm bây giờ thì Game Home họ còn vị trí của Fun Game, cùng với đó là mèo ú. Mèo ú vừa có tình huống knock out, vị trí của Tuấn Ni thành công và kết thúc cho mình được mạng của Tuấn Ni. Newty kết thúc cho mình được mạng của SkyZ. Nết được ném dài không? Có một smoke được ném dài vị trí mèo ú rồi. Phát hiện vị trí đối phương, Man đang di chuyển vào. Mèo ú knock out cho mình được mạng của Man. Bên phía vô trình kèo, họ chỉ còn hai thành viên duy nhất, đó là vị trí của Bumin, cùng với đó là vị trí của Newty thôi. Trong khi đó Game Home họ còn nguyên 3 người. Một lần nữa thì Fun Game kết thúc cho mình được mạng Jun rồi. May Willip đang có những tình huống có bắt tổng cùng với đội hình bên phía HNOB. Ngay lập tức thì May Willip họ bị clear hoàn toàn bởi HNOB. Hooster là thủ phạm, Zen Gaming là thành viên sống cuối cùng và nằm xuống bởi bên phía team May Willip. Trong khi đó Game Home họ đang 3v1. Hai team còn lại đó là Pochin Giao cùng với đội hình bên phía HNOB chỉ còn một thành viên thôi. Fly ép sang rồi, Newty sẽ được cứu không đây? Newty lộ vị trí, Newty nằm xuống ở Fly, tung thẳng nhào đến các thành viên bên phía Team Game Home. Và ngay lập tức thì Bungmin nằm xuống ở vị trí ở Fun Game. Game Home tính đến hiện tại họ đang hủy diệt giải đấu Việt Nam Pro Team ở trong những vài ngày thi đấu chung kết. 3v2, Hooster cùng Bill là thành viên sống cuối cùng cho bên phía team HNOB. Họ đang di chuyển sang cánh trái, trước mặt của họ là Game Home, 3 người Game Home, nhưng lộ vị trí rồi. Ngay lập tức mèo ú có tầm nhìn tốt hơn, mèo ú bắn tốt ảo cho mình được mạng Hooster. Và bây giờ mèo ú sẽ xử lý như nào đây? Vẫn đang là vị trí mèo ú. 1-3-1 và Bill lộ vị trí và vẫn đang là vị trí của Bill. Smoke được ném ra vị trí của mèo ú rồi. Trong khi đó thì Bill 1-3. Chúng ta đã đổi sang góc quay của Bill. Khả năng clutch của Bill ở trong tình huống này là rất khó khăn. Bill đang chạy cao và Bill phát hiện vị trí mèo ú. Và bây giờ thì Bill tình huống xấy tốt, nhưng trước mặt của Bill là mèo ú, một trong những player bắn rất tốt cho bên phía Team Game Home. Ngay lập tức thì Bill không có cơ hội nào bên phía của vị trí Fun Game đem về cái top 1 cho Game Home. Trong khi đó thì Bill dừng lại top 2. Cái đó thì Tuấn Hy vẫn đang ở cuộc xe. Thì bây giờ Tuấn Hy bắt buộc phải chạy đi rồi. Liệu Tuấn Hy có muốn móc lại đội hình bên phía team Game Home hay không? Viking hay không đây? Vậy là Game Home bị clear hoàn toàn chăng? Wow! Game Home vừa bị bắn nổ xe bởi Newty. Phần KM cùng Fly đều đã nằm xuống rồi. Vậy là double lift thành viên sống cuối cùng cho bên phía team Game Home. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, mà double lift cái chức vô địch hay không sẽ dựa 100% double lift. Chắc chắn double lift phải sinh tồn cho trận đấu này rồi. Nếu mà double lift thời điểm bây giờ nằm xuống thì đồng nghĩa việc mà bên phía team Viking họ có khả năng vươn lên dẫn trước. Và Maple Leaf họ cũng đã bị gạt giò bởi Viking, mất một thành viên. Viking thì họ đang bắn tất cả team trên thế giới. Maple Leaf vẫn còn sống bên phía team Game Home. Chúng ta chờ xem double lift sẽ làm gì. Trước mặt double lift các thành viên bên phía team Portugal. Double lift lộ vị trí rồi. Và Portugal ép lên. Ngay lập tức thì bây giờ thì double lift nằm xuống ở top 6 trận đấu này. Và chắc chắn có lẽ chức vô địch sẽ dành cho bên phía team Game Home. Nhưng mà chúng ta phải chờ xem tích cực lên. Và Cao Slip xấy 8. Vậy là tình huống xấy lỗi vị trí Cao Slip chăng? Vậy là xấy lỗi không sao cả. Xấy lỗi vị trí Cao Slip rồi. X8 quá gần như vậy, sao lại không lắp Red Dot và bắn an toàn hơn không? Vâng, Cao Slip kết thúc cho mình mạng Newty. Nhưng tình huống giờ đang là 3v2. Ngay từ bùng mình phải knock out vị trí Cao Slip. Và bây giờ thì xấy 8 vị trí Cao Slip. Và ngay lập tức Cao Slip có cho mình được chip bổ kill trận đấu này. Vâng, với 5 kill top 1 cho bên phía của The New Team. Trong khi đó thì top 2 cho Pochin Giao, top 3 cho Maple Leaf. Và chúng ta đã có phần công bố điểm rồi. Vậy là chức vô địch sẽ dành cho bên phía team Game Home với 1850 điểm. Trong khi đó top 2 là Pochiki Hau với 1695 điểm. Các bạn thấy là bên phía team Game Home thời điểm hiện tại họ đang hơn top 2 tới 155 điểm. Đó bên phía Pochiki Hau. Trong khi đó top 3 là The New Team với 1655 điểm.